Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin. Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến bị tuyên án 5 năm tù. Ngày 15 tháng 8, AFA tiếng Việt loan tin, YouTuber Nguyễn Chí Tuyến bị tuyên 5 năm tù vì các video chống tham nhũng. Theo đó, tòa án nhân dân thành phố Hà Nội ngày 15 tháng 8 kết án nhà hoạt động Kim YouTuber Nguyễn Chí Tuyến mức án 5 năm tù giam về tội danh tuyên truyền chống nhà nước theo điều 117 của Bộ luật hình sự. AFA cho biết Ông Nguyễn Chí Tuyến, hay còn gọi là Anh Chí, là thành viên tích cực của phong trào No You, nói không với đường lưỡi bò của Trung Quốc ở Biển Đông. Và đây là hình bản tin trên AFA. Ông Tuyến sở hữu hai kênh YouTube chuyên bình luận về chính trị, xã hội Việt Nam và thế giới, với hàng trăm bài nói chuyện được phát trực tiếp về nhiều chủ đề. Số lượng người theo dõi hai kênh YouTube của ông lên đến 160.000. Ông Tuyến bị bắt vào cuối tháng 2 năm 2024 với cáo buộc theo Điều 117 Bộ Luật Hình Sự về hành vi làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm có nội dung bịa đặt, gây hoang mang trong nhân dân và làm, tàn trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu vật phẩm gây chiến tranh tâm lý. AFA trích cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân thành phố Hà Nội cáo buộc ông Tuyến về hai video clip mang tên vụ áp phe 155 triệu bản Anh và chuyển đổi tên và chống tham nhũng làm sao để cán bộ không thể, không dám không cần, không muốn, phát trên trang YouTube cá nhân Anh Chí Rau Đen năm 2021. AFA cũng cho biết, trong phiên tòa kéo dài hơn 5 giờ, ngày thứ Năm, ngày 15 tháng 8, chỉ có ba luật sư Lê Đình Việt, Nguyễn Hà Luân và Phạm Lợi Quyên cùng vợ ông Tuyến được vào phòng xử án. Bạn bè và người thân khác chỉ được đứng ngoài cổng của trụ sở chính tòa án thành phố. Và đây là hình nhà hoạt động YouTuber Nguyễn Chí Tuyến. AFA dẫn lời một trong ba luật sư cho biết, dù các luật sư và ông Tuyến yêu cầu tòa triệu tập giám định viên của Sở Thông tin và Truyền thông Hà Nội để đối chất về nội dung hai video trên, nhưng các giám định viên có giấy xin phép vắng mặt. Vị luật sư này cho biết, ông Tuyến không nhận tội, luôn khẳng định chỉ thực thi quyền tự do biểu đạt được ghi trong Hiến pháp Việt Nam cũng như Công ước Quốc tế về các quyền dân sự và chính trị mà Việt Nam là quốc gia thành viên. Ông Tuyến phát biểu tại tòa chấp nhận hy sinh để bảo vệ quyền tự do ngôn luận theo hiến pháp và luật nhân quyền quốc tế. Luật sư cũng cho biết, ông Tuyến sẽ cân nhắc việc kháng án trong hai tuần tới. AFA dẫn nhận xét của cựu tù nhân lương tâm Lê Anh Hùng. Theo tôi, nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến không đáng phải bị bắt giam, chứ đừng nói là bị tòa tuyên phạt những năm năm tù giam. Đây rõ ràng là một bản án bất công cho một người lên tiếng ôn hòa cho sự tiến bộ của đất nước. Những vụ bắt bớ, những bản án như thế này sẽ khiến người dân phải e dè, sợ hãi khi không dám cất lên tiếng nói. Không một quốc gia hay dân tộc nào có thể nào lớn được, có thể phát triển được khi người dân của nó phải sống trong sợ hãi. Và đây là hình tân tổng bí thư, chủ tịch nước, Tô Lâm. AFA dẫn bình luận của một thành viên No You về phiên tòa. Rõ ràng đây là sự trả thù của công an đối với Nguyễn Chí Tuyến. Trước khi bị bắt hơn 2 năm, Nguyễn Chí Tuyến đã dừng mọi hoạt động và chỉ còn bình luận tình hình quốc tế trên kênh YouTube AC Media Do vậy, việc bắt giữ và kết tội anh là không thỏa đáng. Theo AFA, trong cáo trạng có nêu 3 video clip có liên quan đến Tô Lâm khi ông này còn là bộ trưởng công an. Tuy nhiên, ông Nguyễn Chí Tiến lại không bị truy tố vì chúng. AFA cho biết thêm, trước phiên tòa, tổ chức giám sát nhân quyền đã ra thông cáo báo chí kêu gọi Việt Nam xóa bỏ mọi cáo buộc và trả tự do cho ông Nguyễn Chí Tiến. AFA dẫn lời ông Phil Robertson, người đứng đầu tổ chức những người vận động nhân quyền và Lao động Châu Á cho biết, việc bắt giữ và kết án ông Tuyến là có động cơ chính trị do ông hành động vì lợi ích của toàn thể dân chúng và nói lên sự thật mà chế độ Cộng sản lo sợ. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Nhà hoạt động Nguyễn Chí Tuyến bị tuyên án 5 năm tù. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thời báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới. Kim Vũ xin kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Vấn nạn báo chí thủ dâm tư tưởng, công khai và lỗ bịch trong lĩnh vực thể thao Ngày 4 tháng 8, blog Tuấn Khanh trên WordPress bình luận Ta phải vô địch, ngay cả thua cũng vô địch Thời báo chấm giới thiệu bài viết này đến quý khán thính giả nội dung như sau Ngày nào khi báo chí đất nước Việt Nam thanh bình, các nhà tâm lý học và tâm thần học nên đi thăm lại những nhà báo đương thời hôm nay để tìm hiểu thêm về vấn nạn thủ dâm tư tưởng, công khai và lố bịch ngày càng nhiều, đặc biệt với thể thao ở kỳ Olympic này. Và đây là hình bài bình luận trên blog WordPress của nhạc sĩ Tuấn Khanh. Việc ca ngợi và tự hào như trẻ nhỏ, không hiểu nổi nghĩa trưởng thành ngày càng nhiều, vận động viên bắn súng được điểm thì được mô tả ngạo nghễ là khiến cả chục đối thủ khác khủy gói mà đến đợt bắn kế tiếp thì chính vận động viên này cũng bị loại, hủy gói thật. Chuyện khác, tay vật thi đấu không thành công thì được ca là đấu xuất thần và phải rời cuộc thi đấu sớm là chia tay đẹp, nhưng không rõ là đẹp ở chuyện gì. Tôi không để tên những vận động viên này vì có lẽ chính họ cũng cảm thấy ngại ngùng với cái kiểu bơm thổi lố bịch nhưng bất lực với trào lưu vịt mắt tự hào, lôi sành sạch họ vào dòng dư luận mà Việt Nam cũng đã có bài học điển hình, tráo trở và bất nhân của báo chí Việt Nam đối với nữ vận động viên bơi loại ánh viên trong lần thi đấu không thành công cuối sự nghiệp của cô. Sau một thời gian dài theo đuổi và ca ngợi những thành công của nữ vận động viên ánh viên trên trường quốc tế, rồi sau đó, trong một trận đấu không thành công, báo chí đồng loạt cùng một giọng chỉ trích cô là kẻ về bét. Và đây là hình Kình Ngư Nguyễn Thị Ánh Viên, người từng được báo chí ca ngợi lên mây, nhưng cũng bị chính họ hạ đạp hội đồng chỉ vì thi đấu không thành công. Những chuyện nói quá cũng như sĩ vả người không được thành công như ý là chuyện khá quen thuộc. Không chỉ ở kỳ Olympic này mà dễ thấy nhất là với bóng đá lâu nay. Đặc biệt sự coi thường hạ thấp đội hay người tạm thời thua cuộc với Việt Nam đã trở nên là điều ngạo nghễ cần thiết một cách bình thường. Một người bạn trên Facebook nhắc tôi về cách diễn đạt của báo chí thể thao Việt Nam trong một lần thi đấu bóng đá và thua đội bạn. Sự thất bại được mô tả là đội tuyển Việt Nam thất bại trong tư thế ngẩng cao đầu. Dường như trong cách mô tả của thể thao Việt Nam vẫn còn mùi súng đạn và niềm khao khát chiến thắng một kẻ thù. Không nói nhưng chắc ai cũng biết, ngạo nghễ vô cớ cũng là dấu hiệu của mặc cảm thấp kém lâu năm nên phải bù đắp và tưởng tượng ngôn từ. Có những ngành nghề mà khi kể ra thì rất dễ mũi lòng như vận động viên hay nghệ sĩ siết. Và đây là hình bài báo đưa tin về việc võ sĩ judo Đặng Thanh Cường bị bỏ rơi sau chấn thương tại SEA Games 22, đến mức không có tiền thanh toán viện phí. Họ sống trong một hệ thống bao cấp cầm hơi, giữ lý tưởng, nuôi hy vọng và cống hiến thầm lặng cả tuổi xương của mình, và biết trước, biết rõ khoảng bù đắp trống rỗng về sau của đời mình. Nên nói lố và phổi tai là cách ứng xử vô cùng tàn nhẫn. Hồi đầu thế kỷ 20, các nhà khoa học Anh đã từng có một nghiên cứu về loại ngựa và thí nghiệm cho ngựa đeo một đôi kính, chỉ nhìn thấy màu xanh lá cây, rồi đưa mặt cưa cho ăn. Ngựa làm mặt cưa là cỏ, nên ăn đến nỗi suốt bội thực. Nhưng rồi, dù đeo mắt kính màu xanh, nhưng nó vẫn nhận ra rằng đó không phải là thức ăn ngày thường của mình, nên từ chối không ăn nữa. Người làm báo trong thời đại hôm nay cũng nên đừng tự bịt mắt mình bằng một đôi kính màu hồng, đừng để mình bội thực với loại ma túy ảo tưởng vô địch và vấy bẩn chữ nghĩa của cha ông để lại. Điều quan trọng là con người thì nên quan sát bằng cặp mắt của chính mình. Quý vị và các bạn đang xem chương trình trực tiếp của Kim Vũ với bản tin Vấn nạn báo chí thủ dâm tư tưởng, công khai và lỗ bịch trong lĩnh vực thể thao. Xin mời quý vị và các bạn chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm nút theo dõi trên Youtube và Facebook của Thầy báo chấm đề để luôn được cập nhật bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Kim Vũ xin kính chào các bạn và hẹn gặp lại các bạn trong chương trình lần tới.